Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Lead and Earn, ăn chia tổng giải thưởng là 2.000 tập cần Matic đến từ sàn Bitmart các bạn. Thì chương trình này diễn ra vào ngày 29 tháng 7 và kết thúc vào ngày 10 tháng 8 các bạn. Nó sẽ phân phối cho các bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Bitmart các bạn. Sau đó thì các bạn nhấp vào mở link form các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì bạn điền địa chỉ email của các bạn đã đăng ký trên sàn Bitmart vào các bạn. Các bạn cái xem đi các bạn. Rồi câu hỏi thì tôi để dưới phần link mô tả cho các bạn đấy. Đáp án A là add up the book nữa các bạn. Rồi đáp án B là năm mấy ta? Năm 2021 nữa. Phan các bạn. Sunli năm 2021 nữa. Matic trading qua cặp nào ta? USDT và BTC. USDT và BTC nè các bạn. Tiếp tục thì câu số 4. Từ ngày 8 tháng 5 11 giờ ATM. Tiếp tục là câu hỏi là đáp án hai cái chi. G what is tổng cung nó thì có bao nhiêu ta? Tổng cung là 3, 6, 9, 10 tỷ. 3, 6, 9, 11. Chúng ta đang coi lại chính xác các bạn. 3, 6, 9, 11. Matic 12. Đây chọn Matic nha các bạn. Đây các bạn chọn 12 nha các bạn. Hai bốn chi, rồi đây chọn hai nha các bạn, bốn bạn chọn chi nè, sau đó các bạn bấm gạt là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình ăn giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 2.000 token Matic đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.